Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Đây là iPhone X iOS 14.2 của anh Khách ha. Gửi em direct. Thì đây em đã direct và cài đặt full app rồi, bao gồm cả Navitail và VietMapLine nha. Đó, đây là cái CarPlay của cái iPhone X này. Thay đổi luôn cái hình nền ở dưới nhìn cho nó đẹp anh chị ha. Đó, iPhone X phiên bản 14.2 direct bất tử, tắt nguồn thì có thể mở app trực tiếp trên điện thoại mình direct lại nha. Đây thì mình có cài full hết rồi, YouTube, Google Maps, VietMapLine, Navitail. Đó, VietMapLine thì mình có thể sử dụng trên CarPlay, không cần phải qua CarGate luôn ha. Là thiết bị của anh chị không cần direct thì mình vẫn có thể sử dụng được cái VietMapLine. Và nếu mà mình muốn thì mình có thể nghe YouTube bên đây luôn, hoặc là cái ứng dụng Turbo2B em đã hướng dẫn qua nha. Anh chị có thể cài ứng dụng đó. Còn đây thì Navitail, anh chị muốn dùng cái nào thì dùng ha, Navitail với VietMapLine. Navitail thì mình muốn có giới hạn tốc độ thì mình phải direct ha, để nó nhận cái GPS thì nó sẽ hiện giới hạn tốc độ ở đây nè. Đó. Và full những cái app hết ha, xem phim, TV, xem bóng đá, full hết. Thì đây em sẽ giới thiệu cho anh chị cái tính năng chia sẻ cái vị trí ở trên cái Google Maps sang cái VietMapLine ha. Ở đây thì em sẽ hủy cái này trước. Thì cái tính năng này thì vừa được VietMapLine cập nhật, thì anh chị sẽ phải thực hiện ở trên cái điện thoại ha. Còn cái CarPlay thì mình chưa thực hiện chia sẻ trực tiếp được. Thì nếu mà anh chị muốn thực hiện thì mình phải thực hiện trực tiếp ở trên cái điện thoại nha. Thì để thực hiện thì đơn giản thôi, mình sẽ mở Google Maps lên. Ở đây thì anh chị muốn chia sẻ cái vị trí từ đầu hoặc là kết quả tìm kiếm á, thì thường anh chị đã lưu cái kết quả tìm kiếm hay là vị trí của nhà mình hay là nhà người thân gì ở trên cái Google Maps rồi. Mình chỉ cần bấm là dẫn đường thôi. Thì em lấy ví dụ nha, em dẫn đến Long Khánh, Đồng Nai. Đó, đây là đường tới dẫn Long Khánh, Đồng Nai. Đó, rồi sau đó mình sẽ chọn lên cái mục chia sẻ. Rồi, ha. Rồi ở trong đây thì nó sẽ xuất hiện cái VietMapLine nè, anh chị sẽ chọn lên VietMapLine. Thì nó sẽ định vị cái vị trí mà cái tọa độ ở trên cái Google Maps á. Thì đó, nó sẽ lấy cái tọa độ trên Google Maps, nó sẽ định vị lên trên VietMapLine. Thì mình có thể xem cái lộ trình. Đó, lộ trình của mình đi như vậy. Rồi sau đó mình sẽ bấm bắt đầu. Rồi ha, nó sẽ dẫn mình đi. Thì đây là do em đang kết nối với cái CarPlay thì nó sẽ hiện giao diện trên điện thoại giống như vậy. Rồi ở trên đây thì anh chị thấy là nó sẽ dẫn đường luôn. Đó. Rồi không cần mình phải tìm kiếm ở trên VietMap, nó khó ha. Tại vì đây là VietMap đã update rồi, hỗ trợ trên Zalo, và Messenger luôn, chia sẻ vị trí từ Google Map hoặc là người thân bạn bè của mình. Thì ở đây mình có thể vừa nghe nhạc vừa có thể dẫn đường bằng VietMapLine, hoặc là mình xem phim Navitail. Đây đây là tính năng mà em giới thiệu sơ qua trên cái con iPhone X của anh Khách ha. Hôm bữa direct nó hơi chậm một tí thì anh Khách gửi lại em direct lại, và hôm nay sử dụng thì ok rồi, không vấn đề gì hết nữa nha. Đó, hiện tại đây thì em đang có bán bán này là bán tài khoản khôi phục Navitail 100k một khôi phục một lần, còn khi VietMapLine bán theo năm. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ em ha, thông qua Zalo, số điện thoại, Facebook, hoặc là nếu mà có nhu cầu direct trên iPhone để sử dụng những cái app này thì cứ liên hệ em thông qua những Zalo, Facebook hoặc là Messenger nha. Rồi video của em đến đây là tạm dừng ha. Nếu anh chị và các bạn thấy hữu ích có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha.